21 kim cương luôn mọi người. Quá là lời luôn á. 20k được 61 kim cương. Tiếp theo mình sẽ quay vòng quay nhận ngày VIP chỉ với 10k nha mọi người. Xem ra được ad gì không nhá. Đi đây, ui. Wow, nhận được ad VIP brand điện thoại luôn mọi người. Wow, chỉ với 10k nhận được ad VIP brand điện thoại luôn. Wow, quá đắt. Ok, hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của mình nè. Thì mình là M1887 Gaming nha. Ok, thì đến với cái video clip ngày hôm nay thì mình sẽ gọi là làm một clip tặng gift code cho anh em như bình thường nha. Đấy, thì trong cái video clip ngày hôm nay thì mình sẽ gọi là tặng cho mọi người một cái gọi là gift code có thể nhận được một cái vật phẩm VIP nha. Thì trong cái video clip ngày hôm nay thì mình sẽ gọi là tặng cho tất cả quý vị anh chị em trên kênh của mình một cái gift code có thể nhận được một cái skin súng, đó là M4A1 gừng xanh nha mọi người. Đấy, thì nói chung đây là một trong những cái gọi là skin súng mà là mạnh nhất thuộc dòng M4A1 nha mọi người. Đấy, nói chung là nó tăng tốc độ bắn nè, xong rồi cái gì đó mình quên tiêu rồi. Let's warm up. Tắt nhỏ này lại. Thì giờ không nói nhiều nữa. Thì mình sẽ vào clip ngày hôm nay. Nhưng mà mình mong anh em gọi là bạn nào mà chưa biết cách nhập thì xem lại các clip trước của mình và đừng có gọi là tua cái clip này nha. Nói đến đây chắc cũng có nhiều bạn chắc tua tới khúc code rồi chứ sao không được. Và ngoài ra thì bạn nào mà chưa comment ID để nhận kim cương từ mình á thì mình đi để mình gọi là tặng kim cương cho mọi người nha. Đấy, rồi bây giờ thì mình sẽ vào gọi là lấy gift code trên PC cho mọi người nha. M4A1 rừng xanh nha quý vị ơi. Ok, ok mọi người đợi mình xíu nha. Mọi người đợi mình một xíu thôi, mình đang lấy gift code. Ok, rồi, đây gift code đây nha mọi người. Gift code là, bật cái này lên để cho nó viết hoa toàn bộ nha mọi người. FF49 à, gì sao đây, khó tay quá. ML